kèo vật của giữa đô trai làng, giữa đô Vũ Đình Tông đai đỏ và đô Nguyễn Quang Hưng đai vàng. Đề nghị quý vị đại biểu và nhân dân cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho hai đô của trai làng đứng trước. Vâng, các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị, hai đô xe lại. Trong sân chúng ta phải hiểu lắm, xe đạp trong sân cùng ra ngoài sân. Kèo vật bắt đầu. Ban tổ chức ta xin thông báo kèo vật giữa đô Tùng và đô Hưng. Anh Nguyễn Ngọc Dương sẽ tài trợ cho đô nào thắng trận này là 200.000 đồng. Để kỳ quý đại biểu và nhân dân cho một tràng pháo tay. Anh đi hai đô vào dưới nhân sân để thi đấu. Đề nghị quý vị đại biểu và nhân dân cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho hai đô của làng Vân Xuyên. Vâng, xin cảm ơn.
vị các cô đô cởi áo ấy. Để trọng tài thiện rồi. Đây là trọng tài kiểm tra móng tay của hai đô. Của giải ba chung kết giữa đô Bùi Thế Anh của Hoài Đức Đại Đồng và đô Nguyễn Hồng Minh của Hà Đà Đông Đại Bàng. Các trọng tài chuẩn bị. Hai đô xe lại. Đề nghị quý vị đại biểu và nhân dân cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho hai đô với màn xe đài. Đô Bùi Thế Anh của Hoài Đức Đại Đỏ và đô Nguyễn Hồng Minh của Hà Đông Đại Bàng. Trận đấu bắt đầu. Xin cảm ơn hai đô đã đến biểu diễn tham dự giải vật.